Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài số 34 của chủ đề Scratch. Thì nội dung của cái video này, mình muốn hướng dẫn cho các bạn một số cái phần còn lại mà mình nghĩ nó sẽ giúp ích cho các bạn. Đầu tiên đó là cái cách mở và lưu phần mềm Scratch. Đây là một cái việc làm hết sức đơn giản, nhưng nếu như các bạn không để ý, các bạn sẽ không làm được. Các bạn thấy khi mà mình tạo ra một cái chương trình nào đó ở trên phần mềm Scratch và mình lưu lại thì nó sẽ có những cái file Scratch là dạng như thế này đây. Đây là những cái file Scratch mà mình lưu lại từ chương trình và mình đặt tên cho nó, ví dụ như bài 28, 29, 30, 31, 32, 33, vân vân. Thì để tạo ra được những cái file này thì đầu tiên các bạn phải mở phần mềm Scratch. Các bạn tạo ra một cái lệnh đơn giản, ví dụ như cho con mèo này nó di chuyển 10 bước. Mình bấm thử cái. Đây là cái lệnh đơn giản nhất. Và để lưu lại cái chương trình này thì các bạn hãy bấm vào chữ tập tin ở đây, rồi các bạn chọn lưu. Và các bạn chọn nơi các bạn lưu, ví dụ như ngoài màn hình desktop này. Và đây là cái nơi để đặt tên, ví dụ như mình sẽ đặt tên là con mèo chẳng hạn. Mình bấm vào chữ save. Khi đó các bạn ra ngoài màn hình desktop, các bạn sẽ thấy có một cái file con mèo được tạo ra từ phần mềm Scratch. Như vậy mình muốn mở những cái bài có sẵn này, ví dụ như mình muốn mở cái bài Scratch số 33 chỗ này, thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn mở lên Scratch rồi, các bạn bấm vào tập tin, các bạn chọn mở và các bạn chọn đến desktop và các bạn chọn đúng cái file bài 33 đó. Các bạn bấm vô, rồi các bạn bấm chữ open. Thì cái bài đó sẽ được mở ra cho các bạn. Ví dụ như thế này. Trường hợp thứ hai, mình đóng này lại đi. Mình đã tạo ra cái file đó rồi thì mình mở trực tiếp luôn cũng được, không cần phải mở cái Scratch lên trước rồi open cái này sau, mà mình bấm vô đây, mình chọn open luôn thì cũng sẽ mở ra được Scratch cho các bạn đúng ngay cái bài này, với điều kiện là các bạn phải có cài phần mềm Scratch lên máy tính trước đó thì các bạn mới mở trực tiếp được như vậy. Thì cái cách mở nó rất là đơn giản, chỉ như vậy thôi. Cái phần tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là cách kiểm tra phiên bản mới nhất của phần mềm. Ví dụ như các bạn đang sử dụng cái phiên bản Scratch này là phiên bản Scratch 2, tên đầy đủ nó là Upline Editor. Các bạn sử dụng không cần phải có internet, bởi vì các bạn đã tải về máy tính và các bạn cài đặt luôn rồi, không cần phải có internet mà các bạn vẫn sử dụng được bình thường. Và để kiểm tra xem coi cái phiên bản này nó có phải là phiên bản mới nhất không thì các bạn hãy bấm vào chữ tập tin ở đây và các bạn chọn cái mục là kiểm tra cập nhật. Các bạn sẽ thấy nó có thông báo là cập nhật không cần thiết, đây là phiên bản hiện tại. Nhưng mình nghĩ cái tính năng này nó không có chính xác lắm, bởi vì hiện tại phần mềm Scratch đã có phiên bản mới nhất là phiên bản Scratch 3. Mình sẽ bấm chữ OK đi. Cái phần tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn đó là cái cách lưu lại cái chương trình này dưới dạng video. Có nghĩa là các bạn sẽ lưu cái quá trình mà con mèo này nó thao tác nè thành một cái video dạng giống như là cái video mà các bạn xem trên máy tính gì đó, video giống như định dạng MP4 nha chẳng hạn. Ở đây mình sẽ bấm dừng lại đi, stop này. Thì để làm được việc đó, các bạn hãy bấm vào cái chữ tập tin ở đây. Các bạn nhớ trước khi các bạn chọn cái thao tác này thì các bạn nhớ là cho cái con mèo hoặc là cái đối tượng của các bạn trở về cái trạng thái ban đầu. Bởi vì một lát nữa mình sẽ ghi cái hình lại cái quá trình này thì nó sẽ hoạt động từ đầu, nó mới hợp lý. Như vậy các bạn phải chắc chắn là nó đang ở cái trạng thái ban đầu như thế này rồi. Thì các bạn hãy chọn ở cái phần tập tin đó đây. Sau đó các bạn chọn cái mục là ghi hình lại chương trình. Các bạn bấm vào đây một cái. Ở đây nó sẽ có những cái lựa chọn mặc định cho các bạn. Thì các bạn cứ để y nguyên như vậy. Và các bạn bấm vào nút Start đây. Các bạn sẽ thấy cái thời gian bắt đầu ghi. Số 0 là bắt đầu ghi. Như thế này. Các bạn thấy có thời gian là 0, 1, 2, 3 nè. Chính vì vậy khi mà các bạn bấm như vậy, các bạn phải cho cái chương trình này nó hoạt động liền. Thì những cái gì đang diễn ra ở cái màn hình chương trình hoạt động này sẽ ghi lại cho các bạn, tạo thành một cái video. Khi các bạn thấy tới đây hết rồi, các bạn dừng lại bằng cách là bấm vào cái nút hình vuông ở đây để dừng lại và cái video nó sẽ được tạo ra. Các bạn chờ cho nó chạy tới đây thì các bạn bấm vào chữ Save and Download ở chỗ này và sẽ hỏi các bạn là nơi lưu ở đâu. Ví dụ như các bạn lưu ở một video thì các bạn bấm vào chữ video. Rồi các bạn đặt tên chỗ này là, ví dụ như cái chỗ này là cái bài số 33 thì các bạn đặt tên là bài 33. Các bạn có thể đặt tên gì cũng được. Và các bạn bấm vào chữ save đây. Ở chỗ này mình sẽ đóng này lại đi.
Sau đó các bạn mở cái chỗ mà video trên máy tính của các bạn lên, hư một video, các bạn sẽ thấy có một cái file là bài 33. Thì đây là cái file video dưới dạng FLV, là một cái định dạng của video, nó cũng giống như là định dạng MP4. Mình sẽ mở thử bằng Windows Media Player thử. Bấm chữ OK. Mình bấm chữ Z đây. Các bạn thấy Windows Media Player không có mở được cái FLV. Nếu như Windows Media Player không mở được cái file FLV này thì các bạn hãy mở bằng cái phần mềm Format Factory. Trong Format Factory nó có cái Format Player. Khi các bạn cài Format Factory ở trên máy tính là cái format này đây. Đây là cái Format Factory thì nó sẽ có một cái mục Format Player. Khi mà các bạn lít chuột phải thì với file FLV này các bạn có thể mở được bằng Format Player như thế này. Rồi mình sẽ đóng đi. Thì các bạn muốn cài Format Factory này nó cũng đơn giản thôi. Trong kênh của mình có một cái video hướng dẫn về cái cách phần mềm Format Factory. Đây là một phần mềm chuyển đổi định dạng video rất là hữu ích cho các bạn. Các bạn cũng nên trang bị cho máy tính của mình phần mềm này. Tiếp theo mình muốn hướng dẫn cho các bạn thêm một phần nữa, đó là bình thường khi các bạn sử dụng phần mềm Scratch này, các bạn sử dụng như thế này, gọi là sử dụng offline trên máy tính, không cần có internet. Như vậy nếu như các bạn muốn sử dụng phần mềm Scratch này mà không cần phải cài đặt trên máy tính luôn, mình sẽ đóng này lại. Các bạn không cần cài đặt phần mềm Scratch này mà các bạn vẫn sử dụng được thì cái cách sử dụng đó sẽ như sau. Các bạn phải dùng đến cái cách là sử dụng Scratch online hay còn gọi là trực tuyến. Thì tối thiểu các bạn phải có một cái trình duyệt web. Ở đây mình sử dụng trình duyệt web Google Chrome, còn các bạn dùng cái trình duyệt web nào cũng được, ví dụ như Firefox, Cốc Cốc. Mình sẽ mở cái trình duyệt web Google Chrome lên. Và ở cái hành địa chỉ này nè, các bạn nhập vào cái trang web là scratch.mit.edu như thế này. Các bạn nhập đúng cái địa chỉ này thì các bạn sẽ mở ra được cái trang web này. Sau đó các bạn sẽ thấy ở cái mục là Start Reading này nè, các bạn bấm vào đây. Các bạn sẽ mở ra được một cái giao diện tương tự như là phần mềm Scratch cài đặt ở trên máy tính. Nó chỉ có khác một số chỗ nhưng mà cơ bản nó cũng gồm có những tính năng như vậy. Thì khi các bạn tới đây các bạn đóng này lại đi. Giả sử như các bạn muốn thực hiện một cái thao tác đơn giản là cho con mèo nó đi. Thì các bạn thấy đây con mèo nè, cho nó đi thì các bạn cứ bấm này qua. Rồi các bạn bấm thử một cái. Bấm đây chứ. Con mèo nó sẽ đi y như bên máy tính, không có gì hết. Và nó sẽ có nhiều mục ở bên đây nữa nè. Đó. Nó sẽ bố trí như thế này. Các bạn cứ làm giống y như bên máy tính mà có cài phần mềm. Trong trường hợp các bạn không cài đặt được phần mềm này thì các bạn hãy sử dụng đến cái cách cuối cùng là cách sử dụng Scratch online trực tuyến. Nhưng bắt buộc các bạn cần phải có internet thì các bạn mới sử dụng được cái này. Bởi vì nó trực tuyến mà nên nó cần phải có nối mạng. Đây là mình ví dụ thôi. Sau khi các bạn làm xong cái này, các bạn muốn lưu về máy để lần sau các bạn làm tiếp, ví dụ như đi được 10 bước nè, các bạn lưu về máy, các bạn chọn cái tập tin chỗ này. Trường hợp các bạn thấy không có xuất hiện ra cái tiếng Việt như thế này thì các bạn nhớ bấm vào cái hình quả địa cầu này và kéo cái hành trượt này nè tới cái chữ tiếng Việt thì nó sẽ ra được tiếng Việt thôi. Vì nhiều lúc các bạn mở ra nó là tiếng Anh như thế này thì các bạn bấm vào cái quả địa cầu đây rồi các bạn chọn tiếng Việt, nó sẽ ra được cái tiếng Việt cho các bạn. Và cách lưu cái chương trình này thì các bạn hãy bấm vào chữ tập tin ở đây. Rồi các bạn chọn lưu về máy tính. Và các bạn chọn ví dụ như lưu ngoài desktop. Rồi các bạn đặt cái tên là ví dụ như con mèo. Hồi nãy là bình thường thôi, bây giờ mình sẽ đặt tên là con mèo online. Mình đặt save. Các bạn sẽ quay qua màn hình desktop. Các bạn thấy có thêm một cái file nè. Cái file này nó sẽ có cái hình dạng khác khác với cái này chút xíu. Bởi vì nó trực tuyến nên nó không có cái logo của Scratch ở đây. Nhưng các bạn có thể mở được. Ví dụ như các bạn đã lưu rồi, bây giờ mình sẽ trở về trang chủ đi. Mình sẽ trở về trang chủ thì mình vô lại cái trang chủ, mình rời khỏi đây. Sau đó các bạn cũng vào đây. Trường hợp hồi nãy mình quên nói, nếu như các bạn đang vô như thế này, các bạn thấy cái giao diện tiếng Việt thì thôi. Còn nếu như các bạn thấy giao diện tiếng Anh, các bạn hãy chỉnh ở chỗ này. Giả sử như các bạn thấy giao diện là English, là tiếng Anh, các bạn mở lên, các bạn mới đầu tiên các bạn mở lên các bạn thấy như thế này thì các bạn hãy kéo xuống bên dưới đây, các bạn chọn ngôn ngữ tiếng Việt thì sẽ trở thành tiếng Việt cho các bạn thôi. Rồi các bạn vào lại cái Start Creating đây, rồi để mở cái file hồi nãy thì các bạn bấm vào chữ tập tin và các bạn chọn là mở từ máy tính.
Rồi các bạn chọn cái mục desktop, các bạn chọn là con mèo online này, bấm open thì các bạn thấy ra được. Thậm chí các bạn có thể mở ra được cái bài 33 của mình nữa. Mình sẽ bấm vào tập tin, mình chọn mở từ máy tính. Và các bạn chọn là bài 33 nè, các bạn bấm chữ open. Đó là cái bài mình tạo ra được từ phần mềm, các bạn có thể mở bằng cách online này luôn. Mình sẽ đóng này lại đi. Cái này là cái hướng dẫn cơ bản cho các bạn. Nếu như các bạn không nhìn thấy cái chỗ này, các bạn hãy bấm vào nút đóng ở đây. Đó là những cái hướng dẫn mà mình nghĩ nó sẽ rất là giúp ích cho các bạn. Thì nó nằm trong cái mục này nè, trong cái mục hướng dẫn khi các bạn sử dụng Crash Online này, nó có cái mục hướng dẫn. Và trong cái mục hướng dẫn này nó có rất là nhiều những cái video hướng dẫn về cái cách tạo ra cái chương trình RAD thú vị hơn, trong sách rất nhiều. Thì các bạn muốn xem, các bạn hãy bấm vào đây, thì các bạn bấm play, các bạn hãy xem từ bài dễ đến bài khó, nó sẽ rất là hữu ích cho các bạn khi các bạn nghiên cứu sử dụng phần mềm RAD này, nằm trong một hướng dẫn. Các bạn có thể lọc ra từng chủ đề, còn tất cả là hết luôn. Còn chủ đề phim hoạt hình thì nó gồm có những video này, nghệ thuật thì nó có video này, âm nhạc, trò chơi và những câu chuyện, còn tất cả là hết luôn. Thì đây là toàn bộ nội dung của bài 34, và đó cũng là tất cả những gì mà mình biết được về phần mềm Crash này. Và khả năng của mình thì mình chỉ biết ở mức độ cơ bản như vậy thôi, vì mình không có thời gian nghiên cứu chuyên sâu, và mình cũng không có chuyên sâu về một phần mềm nào cả. Mình chỉ biết ở mức độ cơ bản. Thì hy vọng rằng từ những cái cơ bản này sẽ giúp cho các bạn sáng tạo ra những cái chương trình thú vị hơn theo ý tưởng của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.